Chủ đề nào để nói chuyện với con gái thú vị luôn là điều được rất nhiều cánh mày trâu quan tâm, đặc biệt là những người hướng nội, ít nói hoặc làm việc văn phòng ít giao lưu. Bạn có thấy mình nói chuyện tự nhiên trước phụ nữ không? Bạn đã từng rơi vào trường hợp không biết nói gì với con gái chưa? Hay những câu chuyện của mình có vẻ nhạt nhẽo và kém thú vị, thậm chí là ngớ ngẩn? Học cách nói chuyện với con gái chưa bao giờ là điều dễ dàng. Môi mấp máy nhưng không nói được thành lời. Nếu bạn đã từng trải qua những giây phút đó trong cuộc đời khi nói chuyện với con gái, video hôm nay cho bạn những gợi ý, chủ đề để nói chuyện với các nàng vừa thú vị mà lại hài hước. 1. Nói về sở thích. Hãy nói sở thích của bạn về ca hát, âm nhạc, thể thao, v.v. Bạn có thể tìm thấy sở thích chung của hai người và cũng là hiểu những sở thích của cô ấy. 2. Nói về âm nhạc, TV, văn hóa, ẩm thực. Chủ đề về thời sự xảy ra ở Việt Nam, khu vực bạn ở hay chuyện gia đình. Những bộ phim bạn yêu thích, suy nghĩ, quan điểm của bạn với những tình huống trong phim, tính cách mà bạn thích, cách ứng xử hay hoặc chưa hay trong phim, gu âm nhạc của mình, biết đâu hai bạn cũng có chung sở thích thì sao? Ẩm thực cũng là chủ đề được con gái yêu thích. Hãy nói về những món ăn ngon mà bạn thích, món ăn đặc biệt trên thế giới, những nhà hàng với nhiều món ăn ngon. Nếu bạn có vốn hiểu biết về văn hóa ở nhiều vùng miền, bạn sẽ được nhiều phụ nữ yêu thích bởi sự từng trải và hiểu biết sâu rộng của mình. Đây cũng là chủ đề có nhiều điều để nói. 3. Nói về nghề nghiệp. Nếu bạn là người yêu thích công việc của mình, hãy nói về những đam mê, những thú vị trong công việc hoặc những chuyện trong công ty. 4. Trở về tuổi thơ. Một chủ đề khá thú vị, rất nhiều người trong chúng ta có một tuổi thơ dữ dội với những kỷ niệm khó quên thời còn nhỏ hay đi học. Nếu bạn vẫn còn lưu lại những câu chuyện trẻ thơ hài hước của mình, hãy kể cho cô ấy nghe. Trẻ con thường hay làm những điều rất ngộ nghĩnh, ngây ngô và đáng yêu. Hãy chia sẻ với nhau để cả hai cùng cười. 5. Chủ đề con gái thích. Nói về chủ đề mà con gái thích như thời trang, mỹ phẩm, ngôi sao, thương hiệu luôn là các chủ đề nhiều cô nàng muốn nghe. Hãy đặt những câu hỏi để cô ấy nói ra những điều mình thích. 6. Chuyện yêu đương nhạy cảm. Chủ đề về trai gái, yêu đương có thể làm cô nàng thấy ngại nhưng cũng rất thích. Đây cũng là cách giúp bạn tăng level trong mối quan hệ tình cảm của hai người. 7. Những câu chuyện bất ngờ vừa trải nghiệm. Những khám phá hay những trải nghiệm bất ngờ của bạn có thể gây hứng thú với cô nàng. Chúng ta luôn bị cuốn hút bởi những điều thú vị bất ngờ. Hãy kể cho cô ấy nghe với cảm xúc ngạc nhiên và hào hứng về điều đó. 8. Người thân gia đình. Hỏi cô ấy về người thân trong gia đình. Việc bạn tìm hiểu những thành viên trong gia đình cô ấy cho thấy bạn đang có tình cảm thực sự, quan tâm đến người thân của cô ấy. Hỏi về những người bạn của cô ấy. 9. Tránh nói kiểu phỏng vấn. Đừng hỏi liên tục bằng những câu phỏng vấn như: em bao nhiêu tuổi? Có mấy anh chị em? Bố mẹ làm ở đâu? Những câu hỏi này nghe có vẻ rất nhàm chán. Hãy chia sẻ về bản thân trước khi đặt ra liên tục những câu hỏi. 10. Chuyển đề tài. Đừng mãi nói về một chủ đề, hãy thay đổi đề tài để câu chuyện giữa hai người thêm phong phú và không nhàm chán. 11. Trò chuyện bằng ánh mắt. Giao tiếp bằng mắt cho thấy bạn quan tâm đến những điều cô nàng nói. Cố gắng nhìn vào mắt cô ấy càng nhiều càng tốt trong khi cô nàng nói, để nàng cảm thấy mình là người quan trọng. 12. Hài hước. Các cô gái thường bị hớp hồn bởi những chàng trai hài hước dí dỏm. Họ thấy anh chàng rất thú vị. 13. Đừng ngại thời gian chết. Bạn không cần phải nói liên tục từ lúc gặp nhau cho đến lúc chia tay. Hai người vẫn cần những giây phút yên lặng bên nhau, là lúc để thư giãn, tận hưởng cảm giác yên bình dễ chịu. Những khoảng lặng này khiến hai người quấn quýt với nhau hơn. 14. Hãy là chính mình. Đừng cố gắng tìm cách gây ấn tượng. Bạn có thể hồi hộp và cô ấy cũng tương tự như bạn. Hít thở sâu, thư giãn và nói những điều bạn thường hay bàn luận với những người khác. 15. Tránh những câu hỏi khó. Đừng hỏi những câu khiến đối phương khó xử. Chẳng hạn như: em thích anh ở điểm nào? Anh có phải là mẫu người em thích không?
Bạn chỉ cần biết cô ấy thích bạn và hẹn hò với bạn là đủ. 16. Cách nói chuyện. Hãy là người đàn ông có kế hoạch trong những buổi hẹn hò. Các cô gái thích trả lời những câu hỏi như: chúng ta đi đâu? Ăn gì? Không nên khoe khoang. Hãy tự tin và tự nhiên, không giả tạo, vì những cô gái tinh tế sẽ dễ dàng nhận ra. Thay vào đó, hãy thể hiện đúng con người của bạn với hành động dứt khoát, không bẽn lẽn. Vậy là được. Bạn còn điều gì muốn bổ sung cho video? Comment cho mọi người cùng biết nhé. Nếu bạn tìm thấy được điều gì đó hữu ích, đừng tiếc một like cho video này nhé. Và hãy chia sẻ để có thêm nhiều người có được những điều bổ ích cho cuộc sống. Hãy comment bên dưới nếu bạn còn có những suy nghĩ, mong muốn gì thêm cho video. Đây cũng là động lực để chúng tôi làm tốt hơn cho những video sau. Và nếu bạn vẫn còn muốn xem tiếp những video khác, hãy nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để nhận được video mới nhất. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến kênh. Chúc mọi người có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và mãi đồng hành cùng kênh Điều Bạn Quan Tâm nhé.